Thưa quý vị, đàm phán hòa bình Trung Phi bắt đầu tại quốc gia Gabon, tin từ Libreville, Gabon. Hôm thứ Tư, buổi họp thương lượng và đàm phán hòa bình giải quyết các vấn đề mâu thuẫn quyền lợi tại Trung Phi bắt đầu giữa chính phủ và lực lượng đối lập Seleka. Cả hai phía đều đồng ý bước vào vòng thảo luận sau khi dân quân Seleka đã nhiều lần ép buộc phải đưa các đường lối hoạt động chính trị của Tổng thống François Bozy trong tương lai vào trong nội dung bàn thảo. Thủ đô Libreville, quốc gia Gabon, là nơi tổ chức buổi đàm phán. Các viên chức trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Phi và các quốc gia trong khu vực đều hiện diện tại Gabon. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Congo, ông Basile Eko, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị đàm phán nói rằng tất cả các nhân sự từ cả hai phía hiện diện tại Libreville tượng trưng cho một quốc gia với hy vọng trong suốt thời gian đàm phán sẽ có những cuộc nói chuyện tích cực hướng về mục tiêu hòa bình trong khu vực. Cả hai phía sẽ đưa ra những biện pháp chính trị nhằm giải quyết những mâu thuẫn phân chia quyền lực. Và điều quan trọng nhất trong suốt thời gian đàm phán, cả hai bên đều phải tự chế và hoàn toàn ngừng bắn, không có một cuộc giao tranh quân sự nào nhằm mau chóng tiến tới thỏa thuận hiệp ước hòa bình từ cả hai phía. Sau khi tái đắc cử chức vụ tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Bozy, quốc gia Trung Phi đã bị phân hóa với nhiều thành phần dân chúng bất mãn, lực lượng Seleka lớn mạnh về quân sự và đe dọa tấn công vào thủ đô nếu Tổng thống Bozy và chính phủ không chịu những bước phân chia quyền hành. Phát ngôn viên chính phủ vào ngày thứ Ba thông báo Tổng thống sẽ không từ chức trong suốt thời gian đàm phán và sẵn sàng trả đũa bằng quân sự tới dân quân Seleka nếu hiệp ước hòa bình không thành công tại Gabon.